Khi Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa cứng toàn thành phố, Công an thành phố thường xuyên duy trì hơn 200 tổ tuần tra lưu động nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra phát hiện 255 trường hợp vi phạm hành chính các quy định liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, 260 người vi phạm với gần 1 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm cụ thể như không đeo khẩu trang, tập trung đông người và ra đường với lý do không cần thiết. Phần lớn người dân khi được tuyên truyền nhắc nhở đã chấp hành nghiêm các quy định. Ngoài cái công tác mà bám địa bàn dành cho cảnh sát vực thì cả công an phường đã duy trì thường xuyên một ngày là 4 tổ tuần tra khép kín địa bàn và tuần tra liên tục. Và thực tế thì thời gian qua thì công an phường đã xử lý rất nhiều các trường hợp ra đường không lý do, cũng như là các trường hợp là bắt và xử lý nhiều trường hợp đối tượng là sử dụng trái phép ma túy, trong đó có cả vụ việc liên quan đến mua bán trái phép ma túy. Sau đó là chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra công an quận Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền. Khi Đà Nẵng quyết định áp dụng phong tỏa thêm 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8, thì việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng với lực lượng công an thành phố. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi đơn vị cần đảm bảo 3 tại chỗ, thành lập cơ sở dã chiến, áp dụng tốt 5K để bảo toàn lực lượng thường trực chiến đấu trước diễn biến phức tạp của COVID-19. Chúng ta đã thực hiện một các kế hoạch mà đảm bảo sự thống nhất từ thành phố xuống quận huyện xã. Cho nên là tình hình an ninh trật tự là chúng ta giữ vững. Tạo điều kiện cho thành phố triển khai các cái kế hoạch, các cái chủ trương trong tác phòng chống dịch, bên cạnh chống dịch. Cho nên có thể nói rằng là trong những thời gian đấy thì tình hình dịch thì vẫn diễn biến phức tạp. Thì công an thành phố cũng đã chủ động có nhiều cái kế hoạch trong công tác của mình và quyết tâm là không để bị động trong mọi tình huống. Với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, nhất là chống người thi hành công vụ, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị địa phương xử lý nghiêm, không để sót, tránh nhận luật về việc cấp thẻ công vụ ra đường làm nhiệm vụ. Công an thành phố tiếp tục siết chặt nhằm hạn chế tối đa người ra đường, nhất quyết không cấp cho những đơn vị trường hợp ra đường không thực sự cần thiết.